Mở thẻ VIP trực tuyến, nhận áo khoác phiên bản đặc biệt anh trai Say Hi. Boncha VO Long Đào mới, ngon đào mộng. Biệt thự biển Mandarin Oriental Đà Nẵng, siêu thượng lưu thầm lặng. Anh lấy cơm cho anh, ngon lắm. Ngon sồi nào anh? Anh ăn đi. Anh đi ăn hả? Ăn không? Em ăn rồi, anh ăn ơi. Anh là người đó, trôi nơi. Giống lắm luôn đó. Giống không? Giống lắm luôn đó. Còn giọng anh rồi, làm giọng anh rồi. Chẳng phải chờ gì nữa, anh đang đến đây. Mang tinh thần đó là High School Musical luôn. Mọi người nghe kiểu melody, mọi người thấy kiểu có dễ nhớ không? Tươi. Ok. Còn sắc nữa, đẹp, xinh. Ok đi. Tươi là được. Giữ. Giữ á? Giữ không? Giữ thiệt. Hay. Ghê ghê. Anh mới giữ ấy. Đẹp, tiếng mồm đẹp ghê. Coi nhưng mà đúng là chữ hộp giống nhau đúng không anh? Sức khỏe cũng giống nhau nha. Em bây giờ không khác gì Verdes nữa. Đừng như thế, anh nói thật mà, anh nói rất thật lòng luôn đó. Nhắc đến tên em là phải đi kèm Verdes. Không có một người nghệ sĩ nào mà như em hết, anh nói thật. Em quá là ok luôn. Quá ok luôn. Em phải cho thêm cái xinh nhan sắc của anh vào em nữa. Concert Anh Trai Say Hi, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 9. Bình thường em đi diễn nhiều, em có kiểu mỗi lần diễn xong có kiểu thăng hoa như này không? Hay là tùy show? Cũng tùy anh. Nhưng mà đa số diễn xong xuống là tụt. Thăng hoa lúc trên đó thôi. Có lần em đi diễn ở trên Fest á, diễn cả tiếng á. Diễn tầm mười mấy bài á, rồi mới cần, đó mới đã. Anh thì khác, anh là diễn xong nhá, phải qua mấy ngày anh mới sụt được. Vậy hả? Ví dụ anh diễn xong rồi nhớ, mấy ngày sau về anh nhớ mấy anh em cực. Ờ. Về em. Nhưng mà sao anh tốt không đi hát? Hả? Sao anh tốt không đi hát? Hay mà. Anh không tự tin. Hay, em thấy hay. Anh không tự tin. Giọng anh đi mấy cái giống như viết cho anh mấy cái bri giống như nãy á, giọng đẹp. Đẹp thế. Ồ ha. Tắt hết đèn. Ồ tắt hết đèn. Đẹp ha. Đẹp thế. Thế là cuộc chơi của concept. Công nhận. Nhóm nào cũng đàn dựng hết á. Đầu anh là anh tính anh nói là real phong. Xong rồi tụi anh sẽ là bãi rác rồi kiểu là đấm tường đồ đi ra kiểu rất là cũ ấy, cũ kỹ, xong rồi đấm tường. Kiểu người ở trong bãi rác rồi người say rồi xỉn rồi ngồi một góc kiểu thế, anh tính như thế. Ở trong bãi rác lờ mò từ bãi rác đi ra hả hay sao? Kiểu như là cái hối hận mà, sự hối tiếc mà. Nghĩa là những cái sự thất tình đó là mỗi người thể hiện một màu ấy. Một người thì bị trói lại bởi những cái suy nghĩ thì cái đó thể hiện bằng con người. Kiểu ôm lại xong rồi ánh đèn chiếu thẳng rồi đó thôi. Kiểu như thế. Chốt lại là mấy cái tấm kia đã làm kiểu okay. Minimal. Lê lê đừng câu. Năng lượng mùa hè. Chị là cung gì ta? Chị hả? Sử nữ. Sử nữ. Sử nữ là kiểu gì nhờ? Em chưa hiểu. Sử nữ là em song ngư. Song ngư là cùng cung với lại con chị. Mày mình tập cỡ một tuần không ta? Không tới. 5 ngày, 4 ngày. Tới 3-4 ngày. 3-4 ngày, tổng thời gian chắc được 8-9 tiếng. Để chạy full đội hình khoảng 2 ngày. 2 ngày là có đủ thành viên. Hay là 5 ngày là để làm. Tại vì Hiếu đi 2 ngày một đêm. 2 ngày một đêm nó đi từ 20 mấy, 1 nó mới về mà. 1 nó về mà. Thu demo là la la la. Thu demo là la la la. Chưa có người tình của nắng thì hãy bình chọn cho Hải Anh Du và làm người tình của Hải Anh Du nhá. Mọi người ơi, mọi người bình chọn cho cả 4 anh em nhá. Chiếc khăn này không sản xuất nữa. Đây là chiếc khăn của Underdog. Dễ thương nhỉ. Mọi người cứ bình chọn cho 4 anh em thì cả team sẽ được điểm cao á mọi người.
Cảm ơn mọi người nha, cảm ơn mọi người nha. Tớ sẽ quăng nha, tớ sẽ quăng nha. Mọi người bắt nha. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người. Mọi người nhớ bình chọn nha. 4, 3, 2, 1. Nhớ nha mọi người. Bình chọn chưa, bình chọn chưa. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ui. Rơi quá rồi. Bên nào bình chọn nhiều nhất nào? Bên nào bình chọn nhiều nhất để tôi mang đi nào. Love you, love you. Bình chọn hết chưa, bình chọn hết chưa? Bình chọn chưa mọi người ơi. Hôm nay chấm điểm cá nhân nhá. Mọi người bình chọn nhá. Ôi dễ thương quá, dễ thương quá. Mọi người ơi, nếu mà mọi người yêu thích Người Tình Của Nắng thì bình chọn cho cả 4 người nhá. Dạ. Trời ơi dễ thương. Mọi người cảm ơn. Anh đi một vòng nhá, anh đi kiểm tra. Đợi anh nhá. Đâu, Người Tình Của Đăng đâu? Kiểm tra này, kiểm tra này. Cảm ơn em, cảm ơn em, cảm ơn em. Bình chọn chưa, bình chọn chưa. Ok, cảm ơn mọi người nha. Trời ơi, tôi không thi mà sao tôi đi kêu gọi dữ vậy trời. Anh lành tay rồi nha, như lời hứa nha. Vòng sau có anh B-Ray á. Đã hết 1 phút rồi mọi người ơi, mình chọn cả 4 đi ạ. Chọn chưa, mình chọn, mình chọn cả 4 đi ạ. Bấm đi ạ, bấm đi ạ. Mình chọn cả 4 chưa, mình chọn cả 4 chưa. Mọi người ơi. Cảm ơn mọi người. Mình chọn cho bọn đồ rồi nha. Cảm ơn. Xa quá đúng không, xa quá đúng không. Nhoài ra. 4, 3, 2, 1 nha mọi người. 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4 ạ. Bình chọn cho tụi tớ nha. Nếu bình chọn cho tất cả anh em. Đâu đâu đâu. Người Tình Của Nắng. Ok ok. Nếu mà bình chọn cho tất cả thì là Người Tình Của Đăng nha. Ê mang quà nó mọi người mà rơi đâu rồi đó. Bình chọn cho tất cả anh em nha. Nhảy sung quá. Hello. Tao mới được em. Bình chọn hết chưa? Tao mới được em. Chắc chắn chưa? 1 2 3 4 nha mọi người. 1 2 3 4 nha. 1 2 3 4 nha. 4 2 3 4 nha. 4, 3, 2, 1 cũng được. Chọn cho anh Trần Thanh nữa. Chưa? Đâu tôi coi nào, của em đâu. Trời ơi, dễ thương. Love you. Hi. Rồi, ok, ok. Hi. Thank you, em cảm ơn anh. Hôm nay bài mỗi bài một vai á. Mỗi bài một màu, không có trùng nhau. Cho nên là thi không biết được ai thắng ai thua. Nãy diễn đẹp lắm. Hả? Mới nãy diễn em thấy lửa trong chị lại đó. Em thấy cái cơn hừng hực của chị nó trở lại đó. Lên sân khấu phải như vậy. Nhưng mà nhìn ánh mắt đồ chị, giờ chị coi lại đi. Khác, nó khác nhiều so với Phú Quốc. Phú Quốc. Nhớ Phú Quốc không? Nhớ nha. Khác nhiều đó. Anh ăn lấy cơm cho anh, ngon lắm. Anh sồi nào anh? Anh ăn đi. Anh đi ăn hả? Ăn không? Em ăn rồi, anh ăn ơi. Ôi dạ em cảm ơn anh ạ. Nếu có khác, em nếu có khác. Anh hả? Nếu có khác, nếu có khác. Anh xài uống không? Đứa cam, đứa cam. Anh có rồi, Lưu có cho anh nè. Dạ dạ. Anh sẽ là người đó. Em trôi nơi. Giống lắm luôn đó. Giống không? Giống lắm luôn đó. Còn giọng anh coi, làm giọng anh coi. Chẳng phải chờ gì nữa. Anh đang đến đây. Anh đang đến đây. Ủa giọng anh hát cái gì giả trần vậy luôn hả? Kỳ vậy. Còn dòng chị My thì chắc nên ghép đi. Ghép kìa. Rồi ghép rồi. Oh baby then gun honey. Thưa thiếu. Thiếu mà động heo rồi. Oh baby then gun honey. Em muốn say. Mang cái tinh thần đó là High School Musical luôn. Mọi người nghe kiểu melody mọi người thấy kiểu có dễ nhớ không? Tươi. Ok. Còn sắc nữa đẹp. Xinh. Ok đi. Tươi. Tươi là được. Dữ. Dữ á. Dữ không? Dữ thiệt thiệt. Ghê ghê. Anh mới giữ ấy. Đẹp, tiếng mồm đẹp ghê. Coi, coi. Nhưng mà đúng là chiếc hộp giống nhau đúng không anh? Sức khỏe cũng giống nhau nha. Bên kia bình thường quá, em ra thì hơi em bất ngờ đấy chứ. Đâu đâu, thôi, em cắt kéo đá ngựa lật đồng tiền, sẵn 2000 nha anh coi coi. Kìa nghe nó quắc kinh rồi, gì đem lâm hết chân á, làm cái coi. Ghê. Sợ chưa, sợ chưa? Sợ. Anh sợ đúng không? Anh sợ. Anh mới đi hai đường. Anh mới đi có hai đường, còn cái đường sau ghê lắm. Anh thua. Cái đường sau là nó như thế nào nhở? Trời ơi, nó tốt luôn kìa. Tốt tinh. Nó tốt luôn kìa. Quá dữ. Quá dữ. Rớp được khúc đó là ok. Trời nó rắc luôn. Thì cái này mình lấy không bát tổ mà lấy như này.
đúng rồi, cứ spam thôi. Được nha. Được cái đó, được mà, cái đó được nha. Làm lại ôn lại. 1, 2, 3. Mày đừng có đếm 1, 2, 3 rồi là 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Ok, ok, lại rồi. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 1, 5. Ủa phải vậy nữa hả? Đếm nhanh quá. Đấy. Đấy đúng rồi. 5, 6, 7, 8. Bạn này không cần đếm luôn, anh em mình tự vào nhịp 5, 6, 7, 8 thôi. 5, 6, 7, 8. Từ từ. Có phải không? Tâm 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 tâm. 5, 6, 2. 5, 6, 7, 8. Rót đến tràn ly. Không đẹp quá. Không thật á. Đồ anh. Gu em. Anh là gu em. Mày hả? Áo của anh là quen thật sự luôn, đồ bộ nào anh mang em cũng ưng hết á. Hợp. Hợp. Thế chắc chưa đâu, chưa. Cho em mà chưa gì nữa. Tự tin lên. Bây giờ em không còn là bình thường nữa. Tin anh. Em bây giờ không khác gì Verdette nữa. Đừng như thế, anh nói thật, anh nói thật mà, anh nói rất thật lòng luôn á. Nhắc đến tên em là phải đi kèm Verdette, không có một người nghệ sĩ nào mà như em hết, anh nói thật. Em quá là ok luôn. Quá ok luôn. Em mà cho thêm cái xin nhan sắc của anh vào vào em nữa. Vậy thì Nicky, anh xin muốn về trước kìa. Ôi thôi. Anh tự về đừng dắt anh. Đừng. Nghe nghe nói lần này là loại tới 6 người. 4. 4 hả? Nãy nghe tới 6 người. Có vài người nói 6. Nãy nghe 6 người. Thôi 4 thôi chứ tiền em muốn nhanh hơn à. Bữa nói rồi mà, bữa nói 4 rồi. Sáng nay anh Thành vừa nói là 4. 4 nha. Lúc đầu đưa cái nhạc xong, thế bắt đầu anh ngồi nghĩ xem làm thế nào cái gì được. Gì trên nổ. Ừ, làm thế nào đây? Thứ nhất là phải đổi cái chai beat. Anh có hai màu anh thích nhất. Đấy là màu bài Sugar là disco funky này này. Sugar. Ra cái này luôn. Nhưng mà cái bài đầu tiên mà anh thích em biết là cái gì không? Là bài Stay của Justin Bieber ấy. Bài kiểu Stay kiểu hơi pop rock, hơi nhanh kiểu như rock. Bài không, nhưng mà màu này catchy, màu này rất catchy. Ngồi tính đầu tiên là Cap đưa cho cái beat của Dua Lipa. Nhưng mà anh thấy nó bị hơi nặng. Nặng đô quá. Thế là cuối cùng mấy anh em ngồi tìm cái vai khác. Thì anh thấy cái vai bài kiểu này là ok nhất thôi. Có một bạn bán làm hòa thanh, bắt đầu anh nhờ bạn làm hòa thanh bắt đầu. Ra bài của team em là bài team em hay. Bài team em làm hợp màu giọng quân nhất. Khàn. Ghét thật. Yêu nó có mấy là công nghe khó chịu. Nó đã yếu lắm. Đúng. Đúng. Thế này mọi người sẽ quay xem video không? Em không coi kịp luôn á. Em không coi. Chỉ biết tin là như Đức vào nè. Em không coi. Đức, không, giờ là còn bốn đội. Đức, Pháp, Hà, nhanh Lan. Hà Lan. Trước Pháp, Tây Ban Nha với lại Anh. Tây Ban Nha thắng Đức hả? Tây Ban Nha thắng Đức. Mấy mùa trước xem lâu, bây giờ nhanh nhỉ? Ngon nó đến bán kết. Đối với anh diễn viên kịch là bộ môn khó nhất trong cái cuộc đời này. Em cũng thấy khó đó. Tại vì thế nên bọn anh phải vừa phải học nhạc, học hát này, bọn anh học múa này, bọn anh học ngã này, bọn anh học cascade, bọn anh học tất cả thứ đủ thứ trên đời. Xem bên Hàn có một cái show nấu ăn kịch á.
Anh coi rồi. Quá đỉnh. Drama, hơn drama nhỉ. Best. Ở bên làm hết mọi thứ luôn. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mà hát hay luôn. Thì nhảy đẹp. Bên diễn viên bọn anh cũng phải học thế mà. Ừ, mà tấu hài đỉnh. Em biết là ngày xưa khi bọn anh đi học á, là hai đứa trong lớp anh còn được qua Pháp để học múa ballet mà. À. Tức là họ, nhưng mà ở cái tư duy thời điểm lúc ấy, ngay cả anh cũng vậy. Ồ, tao thấy bình thường quá, tao không cần thiết. Nhưng mà đến bây giờ mình làm, mình mới thấy là chuẩn bị sai. Kỹ năng đúng không? Đúng. Tất cả những cái đó mới là những cái khủng khiếp. Concert Anh Trai Say Hi, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 9. Đó, cái chân nó đang, cái áo cót nó đang bị, anh đang bị bầm mấy cái chỗ, mấy cái phần này mình nhảy á, xong cứ bị bầm á. Em hai cái hồng của em nhà nó tím bầm luôn á. Anh qua hai cái đầu gối, hai cái đầu gối ở chân. Đầu gối em xong rồi, đầu gối bữa em tím em xong rồi. Và hai cái hồng này là hạ tím bầm luôn á. Chết rồi, không biết lát quay kiểu gì. À, hip hop nằm trong máu anh em rồi. Hip hop never die. Trong máu hết rồi. Trong máu rồi. Nhạc lên là tự nhiên độc. Nicky vào đây ngồi, Nicky. Ê, có một cái vòng á, hay mời người thân lên á. Có gì anh mời mấy anh em lên ủng hộ anh nhá. Chứ bây giờ em cũng không có mà. Chắc là đi được đến phòng đấy không? Em quên anh. À ừ nhờ. Quên đấy. Thôi mình. Ừ thôi có gì anh chưa nói gì đi. Có gì tối nay đêm nay có gì anh nhắn. Nếu như đêm nay anh nhắn thì còn ok. Còn đêm nay mà anh không nhắn á, thì anh, thì anh em hiểu nha. Tự hiểu. Chúc mừng anh debut được 7 năm rồi nha. 7 năm. Ôi một khoảng thời gian thật dài. Anh cũng đã lớn hơn rất nhiều rồi. Ờ thì là họ debut là anh bằng em giờ á. Đã hơn 7 năm trôi quá. Thì nói chung là chậm vía thì em thấy là con đường làm nghề của anh càng ngày càng tốt đẹp. Ừ. Càng gọi là anh chưa bao giờ em thấy anh mất lửa nghề bao giờ cả. Ừ. Anh luôn luôn hừng hực như ngày đầu tiên. Ok. Yeah. Thì chúc anh những sản phẩm sắp tới, những cái project sắp tới của anh lúc nào cũng sẽ thành công và suôn sẻ. Hay quá. Ok, yeah. Cảm ơn Gip. Tới lượt em. Rồi, tới cho em Khang là gọi là biết anh Gin là mới đây thôi. Nhưng mà với anh em, hai anh em rất là hợp với nhau. Anh Gin là rất là máu lửa luôn. Cái gì anh Gin cũng xung phong làm hết. Nên là tuổi nghề hả, 7 năm. Nói chung em mới vô, có mấy năm thôi, nên là về học hỏi sao hỏi anh Gin thật là nhiều hơn nữa. Cảm ơn anh Gin. Biết được trong những sản phẩm mới sắp tới của anh em chúng ta đều có nhau thì sao? Có vẻ hợp lý. Ok, thank you mọi người. Yeah. Trời ơi, tôi đứng giữa, tôi tưởng là tôi là debut được 7 năm sao luôn. Sao em đứng giữa nó đẹp đội hình. Ôi. Xin mọi người lùi xuống phía sau nhà. Có một màn phi phẩm. Cho nhảy em chi. Quay người lại đúng rồi. Rồi. Dịch qua chợ, dịch qua bên sau đây luôn. Lôi. Nữa này, nữa này. Che. Từ, bình tĩnh. Rồi. Có che cái bàn DJ phải thôi, qua bên kia đi. Qua bên đây. Đây, qua phải. Qua tiếp. Tiếp luôn. Tiếp luôn. Rồi, quay sang trái rồi, đúng rồi. Ok. Trời anh hai ơi. Anh hai. Tất cả những cái body này chuyển động. Nhìn ngắm gia đình mình đó anh hai ơi. Vì giám khảo tiếp theo là một trong những người. Mở thẻ VIP trực tuyến, nhận áo khoác phiên bản đặc biệt Anh Trai Say Hi. Boncha Vio Long Đào mới, ngon đào mong. Anh Trai Say Hi, 20 giờ thứ bảy trên kênh HTV2 V Channel, xem sớm nhất trên siêu ứng dụng giải trí Vion.